Đấy chị Thúy ơi, đi về luôn đấy, ra ngoài kia luôn đó. Hả? Ra lâu rồi. Đọc báo và khỏi cầm tay khỏi mọi tay mọi mắt. Trên đó nó là một cái đường thôi, đường trên đó có mấy quán cà phê. Thank you.
Chị Thủy ơi, đứng đây đợi đi hả? Đi đâu á? Chắc là bên góc đó. Đi vào trong cái ngôi nhà này đi.